Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa quá. Villa. Với lại anh để tay như thế này nè. This time is just company dinner on one day, and then have two more so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and he's sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why, when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to Tommy. But she first saw about what's this, what's this. I really don't know what I say, what to do, what situation is this. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Rồi, bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên để xem coi họ mang điều gì đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Mời quý vị dành tràng hoa tay đón chào họ. Wow. Oh, 안녕하세요. Oh, em có nói được tiếng Việt không? Bịt chút xíu. 안녕하세요. 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 Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trung Chan Giang. Trung. Trung Chan Giang. Trung hay là Giang? Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở? Gyeonggi-do, Ansan. Ansan Hàn Quốc. Ansan là em là lập trình viên. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? 4 year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn. Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm dạ, luôn. Đúng rồi. Có mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm. Ảnh có bố với lại chị hai. Có nhớ nhà không? Some I feel some many times some miss, but I have a new mom and dad. But they always take care about me harder, so I feel some better, really better. Mẹ chắc thương lắm hả? Mẹ. Giờ mời em giới thiệu về mình. Con tên là Ngọc Bích. Nghề nghiệp của con là thợ xăm. Hèn gì nhìn nó nhìn rất là đẹp nha, rất là. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm luôn. Như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm đó, rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ ảnh cua con. Dạ thực ra thì trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á. Xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á, nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này. Dạ không, cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á. Cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải KakaoTalk của Hàn Quốc á, để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải, rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết, tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. BD á. Tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á, villa quá. Villa. Với lại anh để tay như thế này nè. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình, Giang để sao đâu? Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á. Con tới trước, con ngồi ở trong quán cà phê, con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh mở cửa, ảnh bước vô á, trời cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào. Cái con bị khựng. Con bị khớp. Còn Giang thì sao? Yes, I feel like some falling in love a little bit. She looks like very some girly, like her, some student, a girl. She looks like very shy and then very pure. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào luôn. Luôn hả? Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó, nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm, hỏi con về giá rồi này kia. Nhưng mà thật ra là ổng hỏi giùm hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi?
Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Dạ, mà xăm cái gì? Ảnh xăm mới sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần đồ. Tại sao lại xăm cái hình thiên thần? I have a title is one is angel with the devil, so I have some two empty side, so I want to finish the pull back a title. This time I find her and then I take it a new angel title. Oh, anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con? Don't know, when I meet first time and then when we meet the first time, just I just saw she's picture when I rear meet, and then after I feel like more than falling in love, and then I try some more. Yeah, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xong ở bên con xong thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con, là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Nhưng mà lúc đó con không chịu, tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tóc quá cái con bị sợ. Tại sao ổng lại tỏ tình nhanh như vậy? Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely, and then I want to some know about the in Vietnam, cause that time I just come in Vietnam from Korea 3 months, and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó, thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái ông? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á, là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Dạ có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao? Ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết, tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ con cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt, cái kêu con là thôi nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Tại sao Giang lại thương mẹ hơn? In the Korea have this mean wife mom, love is daughter husband, and have this mean in the Korea, and then I don't know, she better than computers to me, and then I do some more, give her food for mom. And then after, I feel some more than confidence to her, so. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á, 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Nhưng mà để chắc chắn hơn á, thì mình dọn ra sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á, thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Gần 1 năm. Sau đó mới cưới luôn? Dạ đúng. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Ổng rất là nóng tính và rất là ghen. Con có một người bạn, thì bạn của con á là thế giới thứ ba là gay á, mà bạn đó là dancer. Bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi, thì ở trong trỏng á nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được, mà phải kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi, cái người đó ở ngoài thì cũng nhìn manly, thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó rồi, thoải mái rồi. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá, rồi bạn nhảy lum la hết á, cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái, trời ơi, ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn. Con mới tóp hai người ra, rồi con đưa tiền trước, con chạy về trước luôn. Trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? I believe her, but this time I don't know too much about gay, because I live in the Korea very long time, and don't know why it's very some culture shock to me in a gay, so I some can't understand it, but not now. Sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà con cũng là người đứng ra để
xin lỗi ổng, tại vì con cũng có sai trong chổng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Sometimes some very, I don't know where it make you angry, but very too faster to angry over. And then I hope so you some more when you angry. I want you some listen to my talking. That's all. Tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng, cũng rất là ghen nữa. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss is near here, but he take it one girlfriend. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and he's sitting here, but I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then, don't know why, when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to coming. But she first saw about, what's this? What's this? I really don't know what I say, what to do, what situation is this? I feel too sorry, and then I really don't know, so how to say this situation. Cái lần đó con hiểu lầm, kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Con điên lên, con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao có cái này. Con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Bên đây cũng 1 9 1 10 thì đâu có vừa đâu. Tại bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Rồi còn tật xấu gì nữa không Giang? No, she's no. Perfect. Đúng không? Bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? I just want about she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con với anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Chúc mừng. Anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc. Thank you very much. Sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô, gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search, em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Dạ, đúng rồi. Một lần phải gọi điện cho má vợ luôn. Mét Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền, cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của đôi vợ chồng tiếp theo. Rồi, mến chào hai em. Chào. Ồ, chú rể mặc cái áo hoa đẹp quá luôn nha. Hôm nay là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. Em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ, em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng nhận ảnh. Sao vậy? Em á. Thôi, thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Thức. Mà anh Bin thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức tuần lễ á, là anh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Bỏ đi. Thôi, chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệm. Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và
có ấn tượng gì về nhau? Cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài. Dài lắm ạ. Bây giờ còn dài không? Thì... dạ, vẫn còn. Ngang lưng thôi chứ lúc trước là tới mông luôn, qua mông luôn. Dạ. Bây giờ vẫn dài luôn ha. Dạ. Thì chưa thấy mặt nữa, nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Dạ. Mới nhìn phía sau thôi đó mà thấy lạ rồi hả? Bạn này bạn là tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở Ban Công mà chưa thấy mặt á mà xóa cái tóc này ra là em hiểu như anh Bin là coi như hiểu á. Tôi gặp nó bỏ chạy luôn á đó. Đó. Rồi sao nè? Thì nói sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Thế sao không chị? Dân DJ á là gặp gái đẹp nhiều lắm. Gặp gái đẹp trong pub, trong club đồ nhiều lắm. Đó, cho nên là gặp cô này thấy cũng được thôi. Đó. Dạ, không phải đâu. Lúc đó em mới 17 tuổi à. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mai chúc mà. Lúc đó em còn đẹp cỡ nào nữa ta? Bây giờ mà đẹp dạ, như 19, vậy lúc đó là em 19 tuổi. Còn dạ. Chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị. Chị em đúng không? Dạ. Em mê chị thì cũng giống em mê chị Thúy Nga thôi. Nhưng mà ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Vậy như vậy là em kêu Nguyên bằng em rồi. Dạ xưng tên. Dạ xưng tên thôi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi, biết người ta thích mình cái là mình cứ né. Cách nào để mà em cua được người chị này? Em nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo mình lãng mạn rồi. Ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Đâu kể cho anh nghe một số cái chi tiết lãng mạn là sao? Những cái phương thức mà em cua chị. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh Văn trung tâm thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù em không thích Anh Văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa dưới đó rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Dạ. Nói chung là ở Đà Lạt thời gian đó là tụi em nói chung là đi hết tất cả mọi điểm trong thành phố Đà Lạt rồi đi cả các điểm du lịch luôn, nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Dạ. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ. Lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như là... ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.5 triệu em, 1.5 triệu mà 1 năm trời nha, em tính là nhiều đầu tư cũng lớn à. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. Lúc qua đó một là, năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Mình thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là mấy phải lựa chọn. Bắt đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Thì khi mà bạn này thấy em không theo đuổi nữa thì bắt đầu bình thường có người quan tâm, tiếc. Có người qua chở đi ăn, đi uống, đi chơi, đi học. Thì bây giờ không thấy nữa, không thấy ai nhắn tin hỏi han thì bắt đầu bạn này cũng cảm thấy là nhớ nhung, cảm thấy cái mức độ quan trọng của em. Nguyên thấy không, cuộc đời không theo tình chạy chạy tình theo đúng không? Còn sao lúc đó cảm giác em sao? Dạ cũng khó chịu, xong rồi cái mình cũng con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó con mới chịu. Ủa nói nghe nè, dạ. Vậy mấy cái đuôi kia thì sao? Tại vì Nguyên nói là... không có cái đuôi nào mà chịu hết trơn á, nhiều người đeo đuôi mà không có chịu ai hết luôn. Dạ đúng rồi. Đúng là cái duyên đó nghe. Tại sao cuối cùng lại chọn cái đuôi này? Có nghĩa là có 4 cái đuôi đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên cái đuôi này chặt một phát. Dạ. Rồi 3 đuôi kia vẫn còn không?
Dạ cũng còn. Hay là cùng một lúc là bốn cái đuôi nó chặt hết? Dạ không, mấy anh kia cũng còn đeo đuổi vậy đó, nhưng cũng mà còn. Kiểu như là anh này cho con cảm giác là an toàn nè, với lại kiểu như là ảnh ấm áp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau khi mà bạn liên lạc lại với con á, là cái lời tỏ tình thứ nhì là cách đó là bao lâu? Dạ là sau đó khoảng vài ngày thì có hẹn nhau đi chơi. Thì lần này tỏ tình nghiêm túc hơn. Rồi. Đó, cái lần đó tỏ tình là như sao nè? Dạ thì cũng vẫn đi xuống cái địa điểm quen thuộc là dưới Hồ Tuyền Lâm thôi. Còn làm gì? Là lần gì? Này để bạn ở ngoài đợi. Thì ở Hồ Tuyền Lâm nó có một cái cầu, có đi ra một cái căn nhà để mình ban đêm người ta đốt cái đèn soi cho mấy cái thuyền bơi. Thì chuẩn bị sẵn mấy cái pháo hoa, cái xong rải khắp cái đó, xong bắt đầu đi một vòng đốt cho nó cháy lên, xong rồi dẫn bạn ra và hỏi nếu mà bây giờ mình quen nhau thì lúc đó vẫn xưng tên thôi. Nguyên muốn có một cái câu chuyện tình yêu nó nghiêm túc và một cái câu chuyện tình yêu nó sẽ đi với nhau thật là lâu. Dạ, tại vì trước đó là con có quen nhiều người rồi, nhưng mà chỉ là không có cảm giác là yêu, chỉ là thích thôi. Con quen nhiều người là trong thời gian nào? 17 tuổi con cua bé này rồi. Rồi xong rồi con lại nói chứ đó là kiểu như đi học là tình cảm á. Con chi lùng cho. Con quen lúc nào? Dạ nhiều lắm, quen cũng được đâu 3-4 bạn trước. Con đừng nói là một tháng chia tay đó, một cho là chưa một tuần chứ. Một tuần chia tay á là con quen thêm. Dạ, không có đâu đúng không? Dạ không. Vậy là trong lúc quen với người ta là có quen người khác nữa? Dạ không, thực ra là không có quen ai hết. Là... vậy sao con nói con quen nhiều người? Là trước đó. Trước 17 tuổi tức là con bắt đầu yêu là đi học. Đi học là thích. Là thích kiểu rồi. Tình cảm học sinh thôi. Nhưng mà cái mà ấn tượng nhất trong một năm theo đuổi bạn này là bạn rất là cá tính. Và những con gái Đà Lạt thì lại không như vậy. Con gái Đà Lạt thì kiểu nhu mì. Nhu mì rồi nói chung là công chúa. Còn bạn này rất là cá tính nên cảm thấy bạn ôi sao bạn này lạ quá. Càng tìm hiểu càng thấy thích. Như một người con trai vậy đó. Có lúc thì giống như là hai thằng bạn đi với nhau. Rồi có lúc thì khi mà con cảm thấy cuộc sống nó có những cái buồn thì chia sẻ với bạn này thì cảm thấy là có thể san sẻ được. Rồi có thể đôi khi dựa dẫm cho bạn này nữa. Nên nó mang tới nhiều cái cảm xúc. Bây giờ mình phải hỏi nghe, trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Dạ. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con vừa mới học xong trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật chuyên ngành du lịch. Thì con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó. Thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con không có được đi qua đêm. Dạ, gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, nào nhỏ quá. Lúc dạ đúng rồi. Dạ. Mà hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau, 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn hả? Dạ. Ủa sao mà giữ cho tới thời gian lâu dữ vậy? Tại yêu xa cũng mấy năm mà hả con? Yêu xa mấy dạ năm? Yêu xa 6 tháng. Yêu xa 6 tháng. Rồi ảnh xin bố mẹ đi xuống Sài Gòn để ở với chị hai để ở gần con hơn. Dạ lúc đó thì ảnh xin xuống Sài Gòn để học DJ. Xong rồi ảnh ở Sài Gòn, con ở Biên Hòa. Thì hai đứa cũng gần hơn rồi. Dạ vậy mà vẫn giữ gìn được cái 8 năm. Giữ 8 năm luôn. Dạ. Hay quá, hai đứa này đáng yêu ghê. Mà lý do vậy? Dạ tại vì kiểu như là gia đình con nói chung là gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ, sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không? Cái mặt ổng dạ, sao? Nói chung là cũng dụ cũng nói chung là cũng đòi, cũng dụ đủ thứ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng, rất là tôn không trọng sao đâu mà. Em dạ rất là tôn trọng chứ không phải là muốn cho bằng được. Rồi á là tụi sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình dạ cưới đúng không? Dạ đúng. Mà thực sự là tụi con có cảm thấy hòa hợp với nhau không? Tụi con dạ có hòa hợp không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Là mới đây dạ, ra 5 tháng tuổi. Em biết sao mà chị hỏi không? Em biết sao chị hỏi không? Thực ra
hỏi như vậy để mà thông qua câu chuyện của hai bạn này thì cũng muốn chia sẻ một chút với lại các cặp mà có một cái gọi là thanh mai trúc mã mà yêu nhau từ từ tuổi sớm. Tại vì con nít bây giờ như em nói là các bạn yêu nhau sớm lắm. Khi 15, 16 tuổi là đã biết yêu, đã biết rung động rồi. Thì rõ ràng ở đây cái việc là sống thử thì ở thời điểm này rồi, thời đại này rồi, cũng không ai mà gọi là lên án cái việc sống thử cả. Thế nhưng mà nếu như mà các em á, mà được giống như cái cặp này á, thì cái phần nhiều, cái phần lợi sẽ đến với mình nhiều hơn. Lý do cái lúc mình nhỏ nhiều khi mình không có mình không có cái là control được bản thân mình, mình không có biết được cái lợi cái hại, thì nhiều khi nó xảy ra những việc đáng tiếc. Ví dụ như là có thai, có thai trước thì thử tưởng tượng đi, lúc đó là mình sẽ phải làm mẹ nè, làm vợ nè, học hành thì chưa đến đâu nè, sự nghiệp chưa có gì cả. Thế là cuộc sống của vợ chồng nó sẽ đi đến cái chuyện gọi là gặp khó khăn. Nếu gia đình giàu có mình không nói làm chi, nhưng mà nếu mà tự các bạn mà phải bươn chải, tự các bạn phải làm sự nghiệp của mình, thì lúc đó là gần như tương lai sự nghiệp của mình nó gọi là nó chững lại, nó đứng lại luôn. Và gọi là rất ít người có thể vượt qua được cái ải đó để tạo dựng cái sự nghiệp nó rạng rỡ cho mình, cho cuộc đời mình cũng như con cái mình được sung sướng. Thành ra là tại sao cô Vân hỏi như vậy là bởi vì muốn là nếu như các bạn trẻ nào mà mình yêu nhau sớm á, thì mình có thể bắt chước hai bạn này. Con quyết định cầu hôn bạn này là mình cũng xác định là ngày hôm nay nó khác rồi. Từ hôm nay trở về sau là mình có động lực để mình làm việc chứ mình tại vì lúc trước thì cái công việc này nó cũng không phải là cái nguồn thu nhập chính á. Thì sau này nó bắt đầu ổn hơn thì con mới cảm thấy là mình tự tin, mình muốn xây dựng gia đình. Thế là bạn này vậy, cái là cái cặp này có mấy nấc á? Nấc đầu tiên á là cái nấc mà ở Hồ Tuyền Lâm á, là làm bạn gái là đã có động lực để mà yêu xa, để mà thủy chung, để mà phấn đấu rồi. Xong đến lúc mà mình trao cho nhau cái của gọi là của ngàn vàng á, cái ngàn vàng rồi thì bắt đầu mình phải cầu hôn chứ. Mình phải cầu hôn để bạn thấy cái gọi là cái chân tình của mình chứ, đúng không? Rồi. Là coi như là một cái ngưỡng thứ nhì rồi. Như vậy đó là. Rồi đến khi mà làm đám cưới và bây giờ cho cái trái ngọt đầu tiên nữa thì chắc phải có một cái hột xoàn nữa rồi chứ, phải làm thêm lần nữa sau đây là phải thêm một cái lễ nữa đó, đại khái là lãng mạn. Tức là bây giờ anh tò mò, anh muốn biết là bây giờ cuộc sống hai đứa là khá hơn rồi đúng không? Dạ cũng đỡ à. Dạ cũng tại đỡ. Vì ảnh hưởng do dịch á, từ 2 năm qua thì cái công việc ở Nai Lai thì nó bị ảnh hưởng nhiều. Trước mắt là công việc DJ là nói chung là hai đứa cứ yên tâm là cả thế giới, chứ cũng phải riêng gì Việt Nam, mà không có riêng gì gia đình hai đứa đâu. Anh 6 tháng này trước đây là lỗi luôn. Trước cái cặp này là một cặp hai vợ chồng nước ngoài luôn, mà cái bạn nữ bạn nói chuyện bạn phải bật nước khóc luôn á. Là bởi vì người chồng nước ngoài cũng bị ảnh hưởng tại đây luôn. Đúng rồi. Thương lắm. Nhưng mà bây giờ mình ổn rồi phải không? Dạ. Bây giờ từ từ mình phải ổn thôi. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia, tới cái vụ kia đi. Đó, sống biết nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà anh đẹp quá. Anh thương nó chiều em dữ lắm. Dạ, anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì á, nói hoài. Bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Thì ảnh tự làm đau mình thôi, tự đấm tay vô tường. Tự đấm tay vô tường. Dạ. Rồi mỗi lần mà thường như vậy là tại sao những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dùng nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Mà mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vãnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén, thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây mà. Trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại, tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực,
mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa là khi mà đến một cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột, thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ, nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Cho nên cô nghĩ là sau đây thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Vì 5-6 tháng em bé mới 5-6 tháng đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp. Cho nên thôi đi con. Dạ. Mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái sự giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Là nói chung là câu chuyện này nó cũng không có gì hết, là tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Thì vừa làm xong thì là lo đi liền. Là lúc đó là không có bật 3G trên điện thoại. Thì lúc đó vô tình là vợ gọi vô là để cho nói chuyện với con trai. Nhưng mà lúc đó gọi không được thì gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc đó, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là là bạn này có cài cái chế độ là tìm kiếm nhau trên điện thoại. Thì con có giải thích rồi cũng có chụp hình nói chuyện với quản lý trong cái khoảng thời gian đang làm việc đó cho bạn xem, rồi giải thích cho bạn, thì bạn này bắt đầu cũng hơi nguôi. Khi nào đòi ly dị không? Dạ không. Là hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng rồi. Như vậy là quá đúng, tốt vậy thì rồi. Quá tốt rồi. Và nhất là khi mà con đã nói, khi mà đã nói, Nguyên đã nói được cái điều gọi là nhìn con mình xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Dạ, đúng bạn rồi. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Dạ. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bộc thẳng luôn hả? Thẳng tay luôn. Chắc lúc đó ỷ nó xanh trước á, nó có quyền quánh con á. Cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thưa nó đi con, nó bạo hành con, không thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con, đánh Nguyên xong rồi đó, rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không? Dạ cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán với đầu con, tán với mặt con. Trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này, phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con đó. Sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Nó vừa thêm cái tánh đánh cọc của con. Cọc của ba nữa. Cọc cái cọc của ba nó là coi như con vợ kia là xong hàng luôn đó. Hiểu chưa? Bỏ liền tay. Có thích mua sắm không? Đúng rồi. Rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong rồi cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích livestream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh mà. Bảo mặt không hả? Người ta bán không được. Mẹ con
mua đồ second hand về để bạn làm ăn, dạ, bạn live stream bạn bán. À. Đó, nhưng mà tại vì thời chưa tới cho dạ, nên là không có ai mua. Chưa có dạng buôn bán. Cuối cùng là đi làm từ thiện. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Ừ. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi, nên cũng không muốn đánh đổi gì cả. Nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Ừ. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Ừ. Bây giờ cô á, với hai đứa nè, cô chỉ có một cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thực ra cuộc tình của tụi con quá đẹp, đẹp quá đi, mười mấy năm trời đúng không? Qua bao mà đúc kết lại là, nếu mà tưởng tượng nha, nãy giờ cô nghe tụi con kể chuyện á, là cô tưởng tượng là toàn những khung hình đẹp thôi đó. Ừ. Như chú này, chú Thuận là đạo diễn là đúng không? Em đã nghĩ ra là một cái câu chuyện về một cái mối tình mà thanh mai trúc mã quá đáng yêu, vượt lên bao nhiêu trở ngại đúng không? Yeah. Vượt qua bao nhiêu cám dỗ để yêu mà đến được với nhau. Mà lại là nam thanh nữ tú, giữ cho nhau xứng đào xứng kết, đúng không? Thành ra nó quá đẹp đi, nó chỉ trong phim ảnh, trong cổ tích thôi đó. Vậy đó mà tụi con có được. Thành ra đã có được thì phải giữ được. Dạ. Con hiểu không? Và cô chỉ nói con vậy nè. Con rất là đẹp, con rất là gợi cảm, con rất là quyến rũ. Con có tất cả những cái gì của một người phụ nữ đẹp, mà chồng mình phải là người giữ mình, chứ không phải là mình là người cần thiết phải giữ chồng. Yeah. Đó, cô nói nghiêm túc. Yeah. Cái đó là cái thứ nhất về ngoại hình của con. Cái thứ hai là cái tài sản con có bây giờ là cái hộp xoàn của ảnh, là cái thằng cu mà 5-6 tháng đó. Yeah. Hiểu không? Coi như con nắm linh hồn của ảnh luôn rồi. Yeah. Nắm linh hồn. Mà cái người chồng của mình hoặc người vợ của mình á, thân xác không là cái gì hết, cái linh hồn, cái tâm hồn mới là cái quan trọng nhất. Yeah. Yeah. Con nắm hết rồi, đúng không? Cho nên rằng á, nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, yeah, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Yeah. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này, yeah, cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Bạn không giống như bạn hồi đó đâu. Tại vì con phải đợi cái đó là một năm yeah, hơn. Yeah. Thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Bạn sẽ trở lại như một người gọi là bình thường trước đó, trước sinh. Yeah. Đúng không? Cho nên bây giờ là lâu lâu có những cái cơn mà do nội tiết tố nó bị tiết ra nhiều quá em, không có kềm hãm được, đúng không? Tại vì sợ chứ, vì quá yêu chồng mà. Thì muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cái đây năm năm. Đó là lần thứ nhì đó, phải không? Chứ không có Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý, em phải đồng ý. Cảm ơn chồng. Dạ. Chồng vợ cảm ơn thôi hả? Dạ. Ừ. Cảm ơn chồng. Có hứa với chồng thế, hứa dạ, như đinh đóng cột mà không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Ừ, chồng rồi. Có nói gì nữa chính không? Xác, chính xác. Em cũng nói gì vậy? Thì anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Dân nói là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một cái hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Ừ. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này, thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc nữa chúng ta gặp lại Hồng Vân và chú Thuận. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên, đó chính là một phần quà rất là có giá trị đến từ chương trình. Đó là một miếng cước chùi đồi. Và món quà thứ hai, đó chính là bộ sản phẩm của NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 95% chiết xuất từ thiên nhiên.
giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ ba đó chính là sản phẩm cốt vỏ bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Jurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, đến từ Love Shopping. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại? Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Rồi, quay ra. Hai vợ chồng Nguyên thích đi đâu? Phú Quốc. Phú Quốc. Rồi, hai vợ chồng Cổ Sang thích đi đâu nhất? Quay ra. Busan, Korea. Hàn Quốc. Như vậy thì với kết quả trên, hai vợ chồng Trang cũng đoán đúng, và hai vợ chồng của Nguyên coi như là đáp án chính xác luôn. Và bây giờ xin mời mời hai cô dâu bước lên. Chúng ta nhìn nhau, cười nhẹ một cái và chúng ta sẽ bắt đầu trận đánh tù xì. Mà ai mà chiến thắng đó thì sẽ được lựa chọn ha, một trong bốn màu sắc này ha. Rồi xin mời. Quảnh tù xì. Rồi, rồi thua liền. Vợ chồng Nguyên chọn đi màu nào? Màu vàng. Vợ chồng Sáng chồng màu đỏ. Màu đỏ, tôi màu hồng. Ủa vậy hả? Chọn liền luôn vậy đó. Dạ đúng rồi, màu rồi, hồng của em mà. Rồi hưởng đi. Hai đứa mời. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. 1, 2, 3. Wow. Chúc mừng chị Vân nha. Chị đã nhận được phần quà đến từ mỹ phẩm NOL, một mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Và bây giờ mời các cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, mở. Wow. Mẹ chồng con vuông. Rồi chúc mừng hai vợ chồng Nguyên đã nhận được một phần quà, đó chính là sản phẩm cốt phở bò của Quốc Việt Food. Và chúc mừng vợ chồng Giang đã nhận được phần quà, đó chính là cước chui rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son.